Hành trình chinh phục Mộc Châu bắt đầu. JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. OK, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với Đình Vũ Z900. Mọi người nhìn thấy không? Mặc cực kỳ ấm. Các bạn có thể nhận ra rằng là mình đang vào một buổi sáng mùa đông rồi. Thì hôm nay mình có hành trình đi Mộc Châu. Thì cũng chưa biết là sẽ đi được Mộc Châu hay là Mai Châu. Dự kiến ban đầu là đi Mộc Châu, nhưng bây giờ thì là hơn 8 giờ rồi. Thì không biết có kịp không, nhưng hy vọng sẽ đi Mộc Châu được. Thì các bạn cùng dõi theo hành trình của mình nhé. OK, chúng ta cùng nhau đi nào. Let's go. OK, bắt đầu hành trình chinh phục Mộc Châu. Bây giờ là 8:30 rồi chứ không phải hơn 8 giờ nữa. Hy vọng là vẫn sẽ kịp chinh phục Mộc Châu trong một ngày, sáng đi và tối về. Hành trình chinh phục Mộc Châu bắt đầu. Cứ vắng này chạy thì phê khỏi mà. Mọi người cùng nhìn chiếc xe đây trong đấy kìa, tăng tốc rất tốt luôn, không hề yếu đâu nhá. Trong 20 cây quá nhẹ nhàng, chạy vậy là quá đủ rồi. Tăng tốc lên 100 cây quá bình thường với chiếc xe này. Bắt đầu cảm thấy hơi rét rét một chút rồi. Mà khá là ấm luôn, mặc rất ấm ấy. Nhưng mà có thể chạy tốc độ cao, bởi vì chiếc xe nó cao, gió thổi vào người nhiều. Thế là các bạn mà chạy mùa đông mà phải, ví dụ mà chạy những xe bình thường thì giả sử mà chạy những xe bình thường thì mặc như vậy, nhưng mà riêng chạy chiếc xe này thì mình phải mặc thêm mất 1,5 lần, thậm chí là 2 lần, bởi vì nó cao, gió tạt rất nhiều. Mùa hè thì mát, nhưng mà mùa đông thì hơi rét. Có thêm một chút công an nữa. Rồi các bạn nối ra ở chỗ đường nóng, hoặc là các bạn đi qua lại tiếp theo một chút là trạm công an là đứng liên tục bắt cả ô tô lẫn xe máy.
Đường ơi thì quá đẹp rồi nhưng mà hôm nay vẫn đông ô tô. Đường ở đây muốn tránh anh cũng khó bởi vì dân họ băng qua rất ẩu. Ôi trời ơi, tí nữa thì ăn trọn cái bọc không biết của ai, không biết vào mặt anh đáp tiếc cái bọc của mặt em. Vô duyên vãi cái trưởng luôn. Đi ô tô thì ngồi trong xe này sang trọng lịch sự, phải nhòm ra ngoài một chút xem qua hay không thì đang vết, hoặc đi chậm lại vứt ở trong xuống vỉa hè bên ven đường này. Đã thế mà có ngày vào mặt người khác thì người ta xử lý sao. Ducati Panigale gì đó chắc là sẽ không đoàn rồi. Trời, F1000 XR đẹp không? Còn đây là con BMW F1000 XR. Ba thanh niên Kawasaki đã trên đường ra về, chắc là chạy đi đều da trắng xong là về luôn quay lại. Phía trước là đều đó trắng rồi. Giờ lên trên đều đó trắng này làm cái ngô là hợp lý. Làm cái ngô đi vệ sinh, nghỉ ngơi 15-20 phút là tiếp tục chặng đường. Hôm nay thời tiết đẹp này dự kiến là khả năng cao có thể lên Mộc Châu được.
Giết. Giết nhưng mà nó phê. Mới xây một cái tòa gì kia. Bên tay phải là vực kìa. Với cái người mà sợ chiều cao như mình thì không nên nhòm xuống làm gì. À, thì ra đây mới xây một cái nhà homestay kiểu vậy. Ok. Nghỉ đi em. Phê quá mọi người, bây giờ mình đang ở trên đèo Lao Trắng. Đây là bữa trưa của mình đây. Hôm nay mình sẽ, bây giờ mình sẽ book bar cho mọi người xem mà. Bữa trưa hôm nay mình sẽ book bar cho mọi người xem. Mình vừa gọi hai cái ngô. À đâu, ăn đến 4 cái rồi, hai cái này là 6 thôi. Book vào trứng này. Là hai cái xiên này, vừa rồi hết hai xiên rồi tôi chưa kịp quay. Là một cái cơm nam vừa rồi hết một cái này cơ. Đó, cho mọi người thấy kinh khủng không? Bây giờ mình sẽ book bar cho này. Vừa rồi được ăn hết bằng từ đây rồi nhá. Dành bụng cả tuần vừa rồi để hôm nay đi lên đèo Lao Trắng để ăn. Ôi. Cơm nam ngon mà thịt xiên đấy ngon. Ok, và bây giờ tạm biệt đèo Lao Trắng. Chúng ta tiếp tục hành trình. Tiếp tục hành trình chinh phục Mộc Châu. Ăn no ngủ say một giấc ở đèo Lao Trắng rồi. Dậy phê thật các bạn. Quá phê luôn để tiếp tục hành trình. Giờ là 12 giờ trưa. Lên đến đèo Lao Trắng chắc tầm khoảng lên đến Mộc Châu chắc khoảng 1:30. Hy vọng khoảng 1:30 lên thôi. 1:30 2 giờ đi. Sau đó nghỉ ngơi thoải mái, chơi bời lượn nào chút. 4 giờ lại về.
KTM, Harley, Ducati, Triumph. Rất nhiều xe. Mọi người về rồi thì mình bắt đầu về đến. Mọi người đi tham quan một vòng quanh cái đồi chè này. Đây là đồi chè trái tim hay sao ấy. Biết rồi. Đồi chè để em đi tham quan hãng, em sẽ quay lại với các chị. Úi trời trời. Nếu con đường như này thì quá tuyệt vời cho CBD Trà Vinh đã đi vào đây tham quan đồi chè rồi. Mũm Homestay. Ôi trời trời. Off-road một chút xem sao. Mấy khi được off-road trước CB500X. Úi trời. Thôi chứ off xong để luôn xe ở đây thôi chứ xe đuôi cho ích nhìn con đường này ngán luôn. Quá đẹp. Bây giờ là 3:30 và mình đang hành trình về với thủ đô thân yêu. Lên trên này thì lượn lờ được một tẹo ở chỗ đồi chè, chụp được vài bức ảnh, uống quả dừa, làm võng ngủ giấc thư giãn lại về đó. Ở đây các bạn có nhìn thấy hai bên này, trang trại họ đang trồng cỏ cho bò này, mùi kinh khủng luôn, vừa thấy mùi bò. Giờ là 3:30, chắc là về nhà chắc có phải 8 giờ 9 10 giờ gì đấy. Vì bây giờ về cứ đi thong thả thôi. Mệt đâu thì dừng nghỉ đó. À, tìm thêm chỗ nào đẹp đẹp để chụp một vài bức ảnh nữa. Nhưng mà công nhận là đường quá đẹp luôn. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cùng chị em, cùng với em CB500X của mình. Thì bây giờ tầm khoảng 4:30-5 giờ chiều rồi. Thì chúng ta cùng nhau hành trình về với thủ đô mọi người nhé. Và xin tạm biệt mọi người tại đây. Và hẹn gặp mọi người những video sau. Nhớ like, subscribe và share cho mình nhé. Không thì đấy, mọi người thấy chưa? Dẫn đoàn phải như vậy chứ. Bye bye tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người những video sau.